Hot xin chào các bạn. Thưa các bạn, lần đầu tiên sau hơn nửa năm âm thầm ôm nỗi đau mất đi đứa con rứt ruột sinh ra, chị Hạnh, mẹ bé Vân An đã lên tiếng về vụ việc đau lòng này của chị thông qua báo chí. Cụ thể, báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 7 năm 2022 đã đăng những tâm tư của người mẹ này, trong đó có đoạn chị thổ lộ. Lần cuối ôm con trong tay, dù cơ thể nhiều vết thương nhưng gương mặt con vẫn đẹp lắm. Trong ký ức mình, con xinh như một thiên thần. Vì thế, xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ những hình ảnh đau lòng của con. Mỗi lần vô tình nhìn thấy, tim tôi nghẹt lại, không sao thở nổi. Hơn nữa, em trai của Vân An còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Thật không biết sẽ ra sao nếu cháu thấy mọi người cứ nhắc đi nhắc lại về sự việc của chị và nhìn thấy những hình ảnh đau đớn đó, chị Hạnh bày tỏ. Vâng, sự câm nín, né tránh mọi tiếp xúc, nhất là né truyền thông hơn nửa năm trời, cộng với hình ảnh chị Hạnh xuất hiện tại tòa mặt cúi gằm, kính đen và khẩu trang đen kín mít, cứ gục đầu vào người thân và vẫn cố trốn truyền thông tối đa, khiến người ta hiểu là ngoài sự khổ đau thì mẹ bé là một người vô cùng yếu đuối về mặt tinh thần. Bởi vì cũng những đau khổ này, nhiều cá nhân, nhiều gia đình cũng từng trải qua. Tòa án nào hay những phóng viên pháp đình nào cũng từng phải chứng kiến nhiều người mất mát như thế hoặc hơn thế. Nhưng cũng những người ấy đã biết gạt nỗi đau sang một bên để kiên quyết đấu tranh cho công lý, giành lại công bình, công đạo cho người thân đã khuất. Họ biến đau thương thành hành động và coi đó mới chính là những gì sau cuối ý nghĩa nhất họ còn có thể làm cho người nằm xuống. Thế nhưng, nỗi đau kép của chị Hạnh vừa mất chồng lại vừa mất con, dường như nó quá sức chịu đựng khiến chị không còn có thể gượng dậy được. Mọi tranh đấu trên cộng đồng dựa hoàn toàn vào người nhà, rồi dựa vào các luật sư và trên hết là dựa vào sức mạnh của cộng đồng xã hội. Còn Hạnh thì quá yếu rồi. Chị ra được tới tòa là cũng cố gắng lắm rồi, chứ có người còn tưởng chị sẽ vắng mặt cơ. Thế nhưng thà chị cứ yếu đuối như vẫn vậy thì cũng chẳng ai trách, bởi chị đã đủ đau khổ rồi. Có trách cũng giải quyết gì đâu, dù rằng sâu xa, nhiều người cũng hiểu ra chính sự yếu đuối này của chị mà đã bị cướp cả chồng rồi hại cả con. Sự yếu đuối nhu nhược khiến chị đã không xù lông mà bảo vệ được tổ ấm của mình, gặp phải con yêu tinh yêu tạ và ông chồng ham của lạ, thế là mất luôn. Mà như thư một cư dân mạng đã viết cho Hạnh thì là: "Em à, là một người mẹ, em hãy cứng rắn và bản lĩnh lên được không em? Tôi nói ra có thể nhận nhiều gạch đá, nhưng thật sự con cái cần lắm một điểm tựa vững chắc, sự bảo vệ từ cha, mẹ. Em thấy không, một lần em yếu đuối để thằng Thái và con Tiểu Tam nó phá hạnh phúc gia đình em. Thêm một lần em yếu đuối để nhà thằng Thái ép em ly hôn và chúng chiếm quyền nuôi bé Vân An. Và cũng vì em yếu đuối hiền lành, và bên ngoại nhà em cũng quá hiền lành nên không được gặp con, để bao lâu bọn chúng tra tấn hành hạ con bé tới chết mà không biết. Và giờ em vẫn yếu đuối, vậy sao em? Nếu vậy làm cách nào đòi công bằng được cho bé hả em?" Còn tài khoản Tuất Nguyễn thì cho rằng: "Tôi thấy khi người mẹ thương con thì dù hiền cỡ nào cũng phải biến thành dữ như hổ để bảo vệ con. Con đã chết thì tỉnh đi mà đòi công lý cho con, đừng yếu mềm mê muội nữa." Vâng, và ngày hôm nay, trước cái yêu cầu của chị Hạnh đối với cộng đồng những người đang đấu tranh dùm cho chị, đang mạnh mẽ hộ cho sự yếu đuối của chị, thì lần đầu lên tiếng của chị cũng là lần đầu chị bị nhiều người phản bác. Nick Katrina Triều viết: "Tôi thì nghĩ khác, chính tôi khi nhìn thấy những hình ảnh thương tâm của bé đã phải khóc nhiều lần, và tôi đã thu xếp việc nhà để tham gia cùng mọi người sáng 21 tháng 7 trước tòa. Nếu không nhìn thấy những hình ảnh đó, không hình dung nổi sự bạo hành tàn ác, sự chịu đựng tận cùng nỗi đau đớn của bé, có lẽ tôi không quyết liệt đòi án tử cho những kẻ đó. Cho nên tôi nghĩ hãy cứ để cho cả nước thấy và biết tột cùng tội ác của họ, nỗi đau tột cùng của bé, mẹ bé, để đánh lận động lòng trắc ân của mọi người, để khóa mồm hai gia đình tội phạm không có thể chống chế và luật sư bào chữa của chúng cũng không thể biện hộ. Khi lương tri của cái thiện lên tiếng, mọi người đồng lòng ủng hộ đấu tranh bên các luật sư của bé, buộc tòa có quyết định nghiêm minh xử tội kẻ ác, trả lại công bằng cho bé. Thực ra, có khi chính cha mẹ người thân của Thái Trang còn chưa thấy, chưa biết những trận đòn thù dã man của con họ chút xuống thân thể bé bỏng của Vân An nữa.
Cho nên hãy để cho mọi người, cho toàn thế giới thấy những hình ảnh đau đớn của Vân An làm vũ khí để lên án cái ác, quyết tâm tiêu trừ cái ác. Người khác thì viết, gửi đến mẹ Hạnh. Tất cả mọi người, ngay cả tôi, đều có lòng hướng đến chân lý dành cho Vân An. Khi phiên tòa sơ thẩm xảy ra, chúng tôi mang biểu ngữ và những hình ảnh mà mẹ Hạnh cho là xấu xí đối với con gái ruột của mình, nhưng nó lại có tác động rất lớn với truyền thông và tới toàn bộ những cá nhân chưa biết đến vụ án này. Những hình ảnh đấy rất là quan trọng, đó là bằng chứng thiết thực nêu cao tội ác dã man và man dợ của Trang và Thái. Tôi cũng là một người mẹ, nhưng nếu có những tội ác chạm tới con tôi sẽ cho tất cả thế giới này biết được họ đã làm gì với con tôi. Nên mong mẹ Hạnh dũng cảm đối đầu với những chứng cứ này để chúng ta có thể khiến dư luận đồng tình và chiến đấu đến cùng vì lẽ phải và vì cái chết oan uổng của bé Vân An. Kính thư. Và nhiều, rất nhiều ý kiến khiến cho một người thân của mẹ bé Vân An có nick là Nguyễn Thị Thanh Loan đã phải đăng đàn xin lỗi rằng: "Em thay mặt Hạnh rất xin lỗi cả nhà vì những lời khẩn cầu của Hạnh viết trong lúc bối rối khiến cho mọi người hiểu lầm. Hạnh chỉ tha thiết mong muốn là đời tư của mình và những hình ảnh xấu xí của con trong các clip không được đăng tải, lan truyền và in ra nữa. Hơn ai hết, mỗi lần bản thân mình xem những hình ảnh bầm tím tay chân đều muốn nghẹn lại. Thực ra, sắp tới xử án sẽ còn nhiều hình ảnh khủng khiếp hơn nữa có thể được lộ ra. Vì vậy, mình mong muốn mọi người hãy giúp mẹ Hạnh hạn chế những hình ảnh đó từ nay về sau ạ. Rất mong mọi người thứ lỗi cho gia đình bé vì đã làm khó cho mọi người. Xin cúi đầu cảm tạ tấm lòng Bồ Tát của mọi người ạ." Vâng, người thân đã viết đỡ hộ mẹ bé Vân An như vậy. Và liền đó thì có bạn Vân Anh Trần phản hồi: "Chào chị Loan. Em là một người đã theo sát vụ việc của con từ đầu. Em thường xuyên đăng bài về vụ việc trên Facebook cá nhân cùng lan tỏa tương tác trên Facebook gia đình và luật sư. Ngày hôm nay đọc được bài báo trên báo Tuổi Trẻ, em đã suy nghĩ rất nhiều, nhắn tin ngay cho chị nhưng có lẽ chị chưa đọc được. Thứ nhất, thật ra những hình ảnh xấu xí hay đau lòng không một ai muốn nhìn nhiều hay đăng tải trên Facebook mình cả. Ai cũng muốn lan tỏa những điều tốt đẹp, trưng ra những hình ảnh đẹp và hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng vì sao mọi người vẫn dành rất nhiều mảnh đất để đăng tải hình ảnh vụ việc về con? Là vì thương con tận cùng đó chị. Em cũng vậy, những hình ảnh như thế tuy xấu xí nhưng nó có sức nóng, có tính lan tỏa, dư luận phẫn nộ nên bùng nổ hơn, cảm xót nên muốn lên tiếng hơn. Nếu biết việc làm ấy làm tổn thương người mẹ, trong khi bản thân em đã từng đi cãi với bạn bè rằng gia đình cần đồng hành như thế, thì thật phải suy nghĩ. Ranh giới giữa đúng sai phải trái nó rất mong manh. 2. Thực tế là tiếng dữ thì đồn xa, cho nên em cũng nghĩ dụng ý của luật sư khi đăng nhỏ giọt các hình ảnh bằng chứng là để vụ việc không chìm xuống, dư luận luôn có cái để quan tâm theo dõi. Và càng ngày bằng chứng càng tăng nặng tội ác, như vụ bé bị đóng đinh tàn ác, nhưng mọi người cũng quên rất nhanh vì vụ đó xử gọn gàng quá. Vì vậy nếu giờ luật sư không đưa lên thì giảm sức nóng, mà đưa lên thì mọi người lại e dè không dám chia sẻ ư? 3. Không ai trách chị Hạnh đâu chị ạ. Nhưng trên hành trình này, nếu đã chọn đấu tranh vì con thì mình phải gói ghém nỗi đau lại, chí ít là từ nay đến khi phiên tòa kết thúc, kẻ thù ác bị trừng trị đúng tội, đưa vụ việc ra ánh sáng là cách nhanh nhất chị ơi. Em biết chị đau, đau lắm chứ, vì em cũng đã bị ám ảnh rất rất nhiều đêm chị ơi, nữa là chị. Nhưng khi Vân An còn sống, con đã phải giấu đi nỗi đau của mình, chịu đựng vì mọi người. Nghĩ thế mà không đành không đấu tranh vì con chị ạ. Nếu chị không đủ mạnh mẽ, chị cứ để hai bác đại diện truyền thông. Còn em tin, một khi phiên tòa kết thúc, chỉ một lời như thế này, mọi người sẽ đồng loạt tháo hết hình ảnh buồn đi chị ạ. Sau này ai cũng muốn nhớ mãi về một Vân An xinh đẹp như thiên thần. Vâng, và ý kiến vừa xong của cư dân mạng có tâm đã kết thúc video này của Hot Team. Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn và Hot Team sẽ còn quay trở lại đề tài này cũng như nhiều đề tài thời sự khác trong xã hội. Xin hẹn gặp lại các bạn và xin chào!